lệnh truyền xa, thánh ông có lệnh truyền xa, các quan thủy bộ cùng là chư sinh Ngô Binh Đạo Phạm Nam Thành. Đạo Phạm Nam Thành, Ngô Binh Đạo Phạm Nam Thành, đánh đông dẹp bắc tung hoành mọi nơi bên đông, cười tiếu cửa đài. Cửa tiếu cửa đài bên đông, cửa tiếu cửa đài, cửa then cửa suốt. Đợi lệnh thiên đình khâm sai, đội lệnh thiên đình ý, thay quyền thượng đế sáng sinh ý, phù đời Mão mi trung tuần vào năm đi, kỷ Mão trung tuần ý, mùng mười mẹ tháng chạp giờ dần mi sáng sinh, thấy trong quốc sử Nam Ninh tiếng đồn mi dậy khắp thiên đình. Thiên đình mê hà xa ý, quốc sử ký Việt Nam Trần Thị ý, lịch đế phương kế thế ý, trị bình thiên trường tức mạc địa xanh, sơn hà mê dụng tu trung linh ý, khám kỳ chiếu chỉ triều đình nhì, thánh ông vâng nhì, chiếu chỉ triều đình truyền quan mi tổng đốc mi sai thành, sai thành nhì các quan ý nhì. Ngoại man di uy uy cung phục ý, trung huy đồng mộ đức ý, tôn thần ý.
truyền xa thánh ông, có lệnh truyền xa các quan hoài bộ, cùng là chư sinh Ngô Minh Đao Phạm Nam Thành. Khai quang song nhan thâm kỳ diệu, quang minh chiêu đàn duyên ngã tích, tăng cung giảng kim phùng hoàng thân cận thánh đế tiên trung vương. Ca lăng tần xả âm từ bi lâm mất chúng sinh, cô ngã kim bình lệ khai quang và chứa thiên tôn. Văn sơ dâng lên thượng lai, văn sơ dâng lên đức ông tô đối chùa biên rõ ràng phê chót nhì từ trường sinh. Chữ phu chữ quý khang ninh thọ trường phê cho súng mạnh đôi đường. Văn sơ dâng lên thượng lai, văn sơ dâng lên đức ông tô đối chùa biên rõ ràng phê cho nhì từ trường sinh. Nhì từ trường sinh phê cho nhì từ trường sinh, chữ phu chữ quý khang ninh thọ trường phê cho súng mạnh đôi đường. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
kinh luân. Khi độ y nhị Việt nhân, triều ban bi cực y nhị hoàng thần, nội sang bình chính y, ngoại cầu y bẩm binh. Thành sư bạch khí chi danh, thiên cương thái ấp tùng hoành, tứ kỳ bát chính quán tinh trần đô, tác hiếu đường quy mô sang chế, lập triều đình cương kỳ hưng nghi long, uy danh tái thế anh hùng, bắc nam biết thánh tây đông xưng thần, anh xa hồi cung.